Hội thảo khởi động dự án hỗ trợ kỹ thuật xây dựng khu công nghiệp kiểu mẫu, khu công nghiệp thông minh theo định hướng sinh thái và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý vận hành khu công nghiệp tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Văn phòng JICA Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã diễn ra sáng nay tại khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3. Dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phê duyệt năm 2021 do chính phủ Nhật Bản tài trợ. Dự án hỗ trợ kỹ thuật xây dựng khu công nghiệp kiểu mẫu, khu công nghiệp thông minh theo định hướng sinh thái và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, vận hành khu công nghiệp tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hướng đến mục tiêu tăng năng lực sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế cho tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Dự án triển khai trong 4 năm, từ 2024 đến 2027. Trước mắt, dự án sẽ triển khai các hoạt động tại khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, sau đó nhân rộng đến các khu công nghiệp còn lại trên địa bàn tỉnh. Trong dự án thí điểm tại khu công nghiệp đặc biệt Phú Mỹ 3, chúng tôi đang yêu cầu các công ty hợp tác trong việc hiển thị dữ liệu, đồng thời chúng tôi cũng cung cấp việc lắp đặt đồng hồ thông minh cần thiết, tư vấn về quản lý tài nguyên toàn diện từ các chuyên gia JICA và hỗ trợ quan hệ công chúng để tham gia vào dự án. Chúng tôi hy vọng rằng các nhà đầu tư thứ cấp sẽ cùng với chủ đầu tư khu công nghiệp thực hiện các nội dung của dự án, nhất là trong việc sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo trong sản xuất để đáp ứng tiêu chí về tăng trưởng xanh trong công nghiệp. Tại hội thảo khởi động dự án, các nhà đầu tư thứ cấp trong khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 đã nghe đại diện vụ quản lý kinh tế khu công nghiệp, Bộ Kế hoạch Đầu tư, thông tin về các mô hình mới trong đầu tư khu công nghiệp, các chính sách ưu đãi đối với khu công nghiệp về thuế, đất đai, nhà ở công nhân, các tiêu chí xây dựng khu công nghiệp sinh thái, các ngành lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư. Các chuyên gia JICA cũng thông tin về dự án hỗ trợ kỹ thuật từ JICA nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông minh vào định hướng khu công nghiệp sinh thái tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sơ lược về các hoạt động thí điểm, giới thiệu hoạt động công nghiệp cộng sinh tại đô thị sinh thái Kita, Kyushu, Nhật Bản. Qua đó, giúp Bà Rịa Vũng Tàu triển khai hiệu quả dự án và nâng cao hình ảnh của tỉnh đối với các nhà đầu tư.